xin mến chào cô chú anh chị ha. Hiện tại nhà ở trung tâm thương mại đây mình để mà tham gia cái cảnh đón Giáng sinh ở đây đó quý vị. Không khí rất là vui luôn nè. Chị nhìn thấy rất là nhiều em bé nhỏ được ba mẹ dẫn đi chơi, dẫn đi xung quanh đi chơi, quá vui luôn ha. Không khí một năm chỉ có một mùa Giáng sinh, các bạn thấy không, quá vui ha. Không khí xung quanh đây rồi mình đi và ấm em bé nè, các bạn thấy không, quá vui luôn, quá vui luôn. Ở chỗ này đó vậy, nó nằm ở ngay chỗ góc đường ha, góc đường ở ngay chỗ nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ha. Đó, cái phía ở bên đó đó vậy là nhà thờ Đức Bà nha, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ở trước đây á thì có phụ huynh của mấy em dẫn mấy em đi chơi này nọ ha, vui lắm. Ok, các vị thấy không, không khí trộn rộn, trộn rộn. Đó, giờ nhớ sẽ đi xung quanh đây ha và ghi hình cho cô chú anh chị xem cái khung cảnh bà con mình đi chơi Noel ở Sài Gòn thì nó như thế nào ha. Các vị thấy không, quá vui luôn, quá vui, quá vui. Đó, không khí trộn rộn, trộn rộn Giáng sinh ha, Giáng sinh. Họ treo đèn là rất là dễ thương luôn nè, quá trình đèn luôn, vào đẹp quá trời, quá trình đèn ha. Các bạn thấy đẹp không, đây là mình department store ha. Rồi bây giờ cùng đi tiếp vào trong, rồi sau đó nhã sẽ đi khu vực khác nữa đi hành cho cô chú anh chị xem ha, cảnh xung quanh đây. Đó, thấy không, mấy bạn trẻ đi chụp hình quá vui luôn ha. Đó, để chụp hình đây. Như tham gia chuyên nghiệp ha. Wow, mưa hả ta, má ơi. Trời mưa nha. Đó, thấy không? Khung cảnh chụp hình ha của mấy hot girl. Còn ở đây là cái cảnh ba em đang chụp hình với nhau, rất là đẹp luôn. Đó, thấy không? Rất là dễ thương ha. Quá dễ thương luôn. Khung cảnh mấy em này chụp hình với nhau. Rất đẹp ha. Đó. Wow. Rất là đã luôn. Mẹ tự tin được ha, không hấp dơ này nọ. Đây có mấy em khác cũng chụp hình, người ta làm vui ghê ha. Trung tâm thương mại đây mình mùa lễ hội đó, rất là đã luôn. Không gian của mình đây, người thấy không, vui ha, rất là vui luôn. Vui Sài Gòn ha, chụp hình một người chụp, hai người chụp, quá vui luôn. Đây nhóm bạn Sài Gòn, Sài Gòn ngày nay hả vậy, vui lắm. Còn đây là cảnh chụp hình. Ơi té rồi, đứng lên, đứng lên. Đi theo chụp bé ha. Ôi đứng xa quá, chụp khó đẹp. Đi theo cùng cảnh xung quanh đây, đi chụp hình ha. Vô trong đây luôn đi, quay đẹp. Đó, hình ảnh mà cô chú anh chị đang xem cảnh ở Sài Gòn ha.
trung tâm thương mại Đài Mình. Quá trình đông luôn. Quá trình đông luôn nè. Đông rồi ha. Cái cây thông này là đắt nhất nè quý vị, bởi vì có nhiều người ha chọn chụp hình ở cây thông này. Vui quá ha, vui luôn cây thông. Sống Sài Gòn ha, giờ đầy đủ hơn nhiều quý vị, người ta thích hưởng thụ lắm, hưởng thụ ha. Đây có hàng trái nhỏ, cái ông chui vào trong ngôi nhà tuyết ha, đấy. Bé nhỏ vô đường nào hay vậy? Con chui vô đường nào hay vậy? À bên kia có đường vô. Hay ha. Dạ dễ thương ha. Thì ra là ở đây nó có một cái đường để chui vào đó quý vị, mà không biết là có mua vé hay không đó. Chui vào đây ha, hình hình với nhau rất là vui luôn. Rất là vui.
để chụp hình. Ok. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha.